Các cựu chiến binh Úc từng tham chiến tại Việt Nam hôm 10 tháng 9 trao cơ sở dữ liệu cho Việt Nam để giúp xác định vị trí hài cốt của khoảng 200.000 lính Bắc Việt vẫn được coi là mất tích trong chiến tranh, theo AAP. Cơ sở dữ liệu được trao cho Phái đoàn Việt Nam do Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách thuộc Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu, bao gồm một bản đồ chiến trường chi tiết tại khu vực tỉnh Phước Tuy, nay là Bà Rịa Vũng Tàu, và quần đảo Trường Sa, nơi được cho là mồ chôn của 3.800 người Việt sau các cuộc giao tranh với binh sĩ Úc và New Zealand. Đây là kết quả cuộc nghiên cứu kéo dài gần 10 năm của tiến sĩ Bob Hall, nhà sử học quân sự kiêm giảng viên Đại học Canberra và nhóm cựu chiến binh Úc. Tổng cộng có khoảng 200.000 lính Bắc Việt còn mất tích được cho là bị chôn trong các hố chôn tập thể hoặc riêng lẻ trong các khu rừng rậm và cánh đồng trên khắp miền Nam Việt Nam, Lào và Campuchia. Theo Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ, khoảng 155.000 người thiệt mạng trong 37.000 chiến dịch quân sự dự án của tiến sĩ Bob Ho với sự hỗ trợ của lực lượng quốc phòng Úc tiết lộ dữ liệu về từng cuộc chiến liên quan tới binh sĩ Úc và New Zealand trong khu vực hoạt động của họ ở tỉnh Phước Tùy, kèm theo những thủ tục tiêu chuẩn mà người Úc thực hiện khi chôn cất thi thể kẻ thù tại chiến trường, với độ chính xác trong vòng 100 mét. Tiến sĩ Hò nói với AFP.